Hello chào anh em nhá. Hôm nay tôi review xăm cho anh em nhá. Đây là cùng với xăm đánh lại hết lưng. Lưng này tôi xăm được 10 năm rồi. Đấy, đợi quay. Dạ. Tôi vừa đi lại hết này, nhìn đẹp không? Đây là chóc chóc hết vảy rồi nhá. Chơi rồi. Đây là hình xăm của tôi là xăm tứ linh nhá, long ly quy phụ. Đấy dạ. Đây là con quy, con rùa đầu lân. Đấy, ngực cả long của tranh đấu rồi. Cá chép ôm dư này. Đấy. Chân tôi là xăm hoa tỉa nhá, hoa cúc, hoa mẫu đơn nhá. Phượng này, dạ. Chữ này. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Đấy. Gánh nặng cuộc đời không hề khổ bằng cha. Tiện đây cũng giới thiệu anh em một mẫu xịt bên nhà tôi luôn. Đây, chất liệu vải mát nhá, co giãn này, thu lạnh 4 chiều này, lỗ lưới thông hơi thoáng khí này. Bây giờ co giãn này. Đấy, 239.000 anh chị em nhận được một hộp xịt. Đấy, một quyển sách này rất sang trọng thực sự nhá. Có 4 chiếc nhá. Đấy, một hộp này sẽ làm quà tặng rất là ok luôn, tặng sinh nhật hay tặng bạn trai, tặng người thân thì ok luôn. Đấy, có 4 mẫu cho anh em lựa chọn nhá, một mẫu tôi đang mặc này. Đây mẫu rồi. Đấy, mẫu thứ hai này. Đấy, anh chị em mua nó giòn nhá, 239.000 đang được miễn phí ship đấy, TikTok shop đang trợ giá đấy, anh em mua nó giòn nhá. Anh chị em nào nhận được hàng này nhớ đánh giá 5 sao cho mình nhá. Đấy, ba này, quá đẹp tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy, 239.000 4 chiếc xịt, nói chung là tiền nào của ý ok nhá. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ nhá. Hiện đây tháng mới, chúc anh em có sức khỏe, bình an, hạnh phúc, kiếm thật nhiều tiền để ủng hộ tôi đơn xịt nhá. Ok, chào anh em.